nghe nhạc, nghe nhạc. Quý vị khán giả thân mến, đây là game dành cho chính quý vị khán giả. Và chúng tôi ở trên sân khấu có 7 quả bóng và chúng ta có 8 người. Khi âm nhạc nổi lên thì chúng ta phải đi vòng quanh chiếc lốp xe đạp này. Và khi âm nhạc tắt thì mỗi người phải nhặt được cho mình một quả bóng. Người nào không kịp nhặt, người đó sẽ bị loại, được chưa? Và mỗi một vòng thì chúng ta sẽ loại một người và bớt đi một quả bóng. Âm nhạc nổi lên là vừa đi vừa nhảy nhá. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời giơ tay lên ai không có bóng. Vâng, mời chúng ta ngoài. Tất cả bỏ xuống, bỏ cho tôi lấy đi một quả bóng. Nhanh lên! Chưa, âm nhạc vẫn còn. Nghe nhạc. Ai không có bóng nào? Rồi, mời bạn ra ngoài. Bật cả dép ra rồi. Chưa, âm nhạc còn cơ mà, thực hiện rồi. Nghe nhạc cái này. Đi vòng tròn đi. Lúc mà âm nhạc còn thì lại vô lấy vô để, nhưng mà lúc âm nhạc tắt thì chả ai vô. Đấy, ai không có bóng ạ? Vâng, mời ra ngoài. Rồi, chúng ta còn lại 4 người. Vâng, để 3 quả bóng vào. Đấy, cứ mải chèn các bạn thôi. Chưa. Bây giờ là bạn đứng ở đây. Bây giờ còn một quả bóng, hai bạn nam này trong nhau. À, rất giỏi và rất thông minh. À, rồi, chúc mừng hai bạn. Cảm ơn bạn áo trắng, rất giỏi. À, mặc dù là nhỏ con hơn nhưng mà luồn lách rất tốt. Đấy. À, bạn áo trắng thì cứ mải là lấy chân mới lấy cơ thể mình chèn lên, bạn là chú bạn tay qua háng móc luôn. Rất nhanh. Vâng, xin mời hai phần quà dành cho hai vị khán giả. Cảm ơn hai bạn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.